3 tuần trở lại đây thì giá sầu riêng tăng. Tại vùng trồng sầu riêng tỉnh Tiền Giang, giá đã tăng gần gấp đôi khi thông tin thị trường Trung Quốc nhập khẩu trở lại. Tuy nhiên, người dân cũng cần lưu ý, để xuất khẩu sang Trung Quốc thì phải có mã số vùng trồng. Trung Quốc cũng thay đổi mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng giảm hàm lượng thuốc bảo vệ gần ngang bằng với các nước phát triển.